Hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành NG đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Fishing Life, cuộc sống câu cá nhé. Và nếu anh em nào mà thích video này hãy để lại cho mình một like nhé. Và nếu view được 500 like ngày mai chúng ta sẽ có tập mới nhất của Fishing Life. Và anh em đừng quên là click vào quảng cáo để ủng hộ thêm cho mình, có thêm cái động lực để ra thêm nhiều cái video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Anh em có thể qua cái channel thứ hai của mình, đó là channel Victor Thành ở đây, để xem những cái video mới nhất đấy, các series mới nhất cực kỳ hay. Và rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào. Trước cái vào trong biển ảo rồi anh em ơi, đi vào biển ảo. Mình sẽ vào biển ảo để xem đấy, biển ảo nó sẽ mở từ 8 giờ tối đến 9 giờ tối nha anh em. Bây giờ 8 rưỡi quá hợp lý để chúng ta đi khám phá cái biển ảo này. Wow, nâng cấp anh em ạ, chúng ta cần phải nâng cấp cái gì? Nó nâng cấp cái gì vậy? Biển nào hôm nay có cá mới không nhở? À, hình như biển nào nó sẽ có con đăng leo Theos, con cá của cổ đại anh em ạ, rất đẹp. Nhưng không biết hôm nay nó còn ông này không. Ok, chúng ta đang đi xuống dưới. Ồ, cái gì đây? Bãi lều. Ồ, ui con cá ngựa đẹp chưa anh em? Làm sao mình có thể đi xa thật xa cho bên kia nhở? Ui con gì thế này? Ồ, con gì thế này? Chưa có thấy con gì thế này anh em ơi. Oh my god, cái gì đấy? Kinh hoàng luôn ạ. Cái bắt con đấy anh em ơi. Sao có cả rùa bonsai đấy anh em ạ. Wow. Từ khung giờ nó mới ra nhá anh em. Lúc nãy mình câu thử nhưng mà nó không ra. Bây giờ lại ra nè. Hay quá. Trang bị mồi câu giấu 9 giây. Gì đấy, vào cái mồi này đấy á. Ok, mình sẽ mua hết cái mồi câu này luôn. Bên này cũng sẽ mua hết sạch cái mồi 4 sao, 5 sao gì đó. Trang bị mồi chìm. Cái này hết rồi anh em ạ, chìm số 2. Chìm xuống nhanh hơn. Rồi ok, chúng ta sẽ đi câu nào. Let's go. Xuống dưới. Tôi phải đi xuống dưới anh em ạ. 27 phút nữa sẽ kết thúc anh em ơi. Bởi có câu ở đấy được nhờ. Đẹp thật sự luôn. Đây rồi. Oh my god. Ôi, câu đỉnh cao vãi anh em ạ. Giật. Đưa giật lên anh em. Wow, con gì thế này? Con này không phải con đang leo Theos anh em ạ. Con gì thế này? Tyrannosaurus. Wow. Con này giá của nó sẽ là 11.340 vàng. Wow. Tyrannosaurus 5 sao ạ. Wow. Đây, thủy cung đây. Chưa có hề có Tyrannosaurus trong thủy cung nha. Nó là một loài cá cực kỳ hiếm anh em ạ. Nó hình như là loài cá cuối cùng trong này thì phải, đúng không ta? Chỉ sau con cá vua thôi, con vua cá ngựa thôi. Tyrannosaurus cách đây rất lâu và xa hơn thế, nó là một loài cổ đại, dĩ nhiên rồi anh em ạ. Oh, vãi lều đây. Cho anh em chiêm ngưỡng. Tyrannosaurus của tôi đâu? Dưới anh em ạ. Oh, vãi. Đẹp thế. Quá đẹp luôn ạ. Thật sự là xịn sò. Tiếp tục một câu anh em để xem mà liệu rằng cho giật được cái gì dưới không. Có thể là cá bonsai chăng? Cá bonsai mình cũng chưa có nên mình cố gắng lấy cá bonsai là hợp lý. Nếu có thể lấy được cá bonsai là kiểu đây. Trời ơi, cuối cùng là con cá mú ạ. Cuộc đời nó không như mơ anh em ạ. Cá với chả mú, cá mú thật ạ. Đây là loài cá mú. Ok. Ném thật xa nào. Đang chìm dần xuống. Đang chìm rất nhanh. Ui. Cá ngựa mới rất đẹp anh em ơi. Cá rất đẹp con này. Kéo lên. Cá ngựa hề ạ. Đẹp. Ở cái biển ảo này mình khá là thích luôn anh em ơi. Bởi vì nó có rất nhiều loài cá hay ho mà chúng ta chưa từng sở hữu ấy. Ví dụ con cá ngựa hề hả? Cá heo này. Ui, con này con vẹt đấy anh em ạ. Con này khá đẹp. Cá vẹt xanh. Cá con
này con vẹt. Rồi, cá vẹt xanh và mình sẽ mang nó luôn. Bây giờ mình sẽ đi mình làm một số cái nhiệm vụ ở bên này. Triệu tập này, cái quan trọng là mình sắp chờ được con im này. Mình sẽ trở về Hải Đăng và đi tìm con im nha anh em. Bản đồ. Ấn vào bản đồ mà, bản đồ này. Và trở về con Hải Đăng luôn. Đấy. Chúng ta sẽ đi tìm ngay con im. Đó, con im thì khá nhiều ở đây. Bỏ qua mồi trong 9 giây à? Hình như là mình đang hơi bị ngáo. Mình đang bỏ qua cái mồi 9 giây thì đây im đây. Vãi đạ. Đâu rồi? Méo có ai ăn luôn ạ. Méo có thằng nào ăn luôn ạ. Bó tay luôn. Đây rõ ràng là nhiều cá vãi đạn luôn, cá nhà táng này. Táng chết bây giờ. Im, hình như bỏ qua cá cấp 2 hay sao nhỉ? Chính xác rồi. Dù nó đứng ở đây nó cũng không ăn này. Mình phải bỏ cái gì nhỉ? Bỏ qua cá dưới cấp 2 này và bảo vệ mồi đi. Đúng rồi. Hợp lý đấy, bây giờ câu là được. Đấy, như vậy là cho có thể triệu tập được con đấy rồi anh em ơi. Bây giờ có thể triệu tập kiểu bóng đêm này, thấy chưa? Sách này, triệu tập này. Nhưng mà chưa triệu tập vội, ngày mai triệu tập. Hỗn láo giàu có, mình phải bắt được con hỗn láo 15 con anh em ạ. Hỗn láo là con nào ta? Ok, mình đi ra xa tí xíu để xem con hỗn láo là con nào. Hỗn láo giàu có. Vãi đạn, là có cái thể loại cá hỗn láo giàu có đấy nữa là con gì vậy? Chưa nghe thấy bao giờ luôn ạ. Sự chưa nghe bao giờ. Không biết nó là ở đâu. Ôi dồi, nó đớp luôn ạ. Hỗn láo giàu có là con nào ta? Anh em biết con nào không? Chịu. Hỗn láo giàu có. Nó ở đâu nhờ? Phải bắt được 15 con đấy cơ. Khó nhằn. Nhiệm vụ quá khó nhằn luôn. Lỗ khoan ạ. Tiếp. Đây. Triệu tập này. Nó có một cái mũ anh em nhá. Nó có một cái mũ. Mình sẽ sử dụng cái dấu mồi. Rồi ok. Để xem thì sẽ biết thôi. Im ạ. Có cái mũ nha anh em. 15 con. Chúng ta quan sát xem. Con kia không phải cá lồng đèn rồi. Nó ở đâu nhỉ? Cá có mũ, nó ở ngọn hải đăng đấy anh em ạ. Nó chắc chắn ở ngọn hải đăng luôn. Mình có thể đảm bảo với anh em luôn đấy. Nó là con nào ta? Mình vẫn câu thêm một con cá voi xanh. Con này thì nó khá là quen rồi. Nó ở đâu nhỉ? Hay nó ở gần nhà mà mình không biết ta? Cá thu nè. Ôi câu con gì nè. Không phải loài cá mình cần anh em ạ. Chắc chắn đây không phải con cá mình cần rồi. Con này con gì đấy? Con này là con cá thường xanh à? Con gì vậy? Chúng ta sẽ lùi lại một xíu nhá. Như thế này. Không phải loài cá mình cần. Dĩ nhiên con đấy không phải cá mình cần rồi. Đâu nhỉ? Cá phú ông ấy. Dạng đấy gọi là cá phú ông anh em ạ. Ok. Con cá phú ông kiếm đâu ra ta? Khó vãi lều. Phải nói là khó vãi cả lều luôn đây này. Trong cuốn sách nó ghi là thế mà. Trong cuốn sách nó ghi là ngọn hải đăng. Hỗn láo may mắn. Mình phải câu được con hỗn láo này. Không phải đồ đội mũ anh em ạ. Giả vờ tốt nhất. Mình biết con này. Con này nó gần nhà hay sao ấy. Gần nhà khá nhiều sao ấy. Rồi ok. Hỗn láo. Lùi lại. Keng. Đấy. Bây giờ sẽ bỏ cái cửa tiệm ra. Bỏ cái dấu mồi câu ra. Bỏ cái này ra vào. Chờ nhầm. Vào sách. Mục lục này. Đấy. Giờ chúng ta xem. Đây, nó là đây. Hỗn láo. Méo bao giờ bắt được mấy con này luôn. Hỗn láo là con nào? Hỗn láo là con nào ta? Con nào là con hỗn láo ta?
không biết được luôn ạ. Thật sự mình khá là buồn cười, không hiểu luôn. Và rồi chúng ta sẽ kêu mày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em nhá. Bye bye.